Em Quang Vững xin kính chào các bác. Hôm nay mời các bác thưởng âm, thưởng vẻ đẹp quà nữ hoàng Odo 3610 được sưu tầm nguyên chiếc từ đến nước Pháp về. Nó được ra đời vào những năm 1920 và như hôm trước em đã khui thùng giới thiệu các bác chưa no giàu vui bằng, thì hôm nay em Quang Vững đã vệ sinh cho thợ no giàu đấy, rất là đẹp và âm thanh nó hay hơn rất là nhiều. Cũng xin được mời các bác thưởng âm và cũng như chiêm nghiệm vẻ đẹp của chiếc đồng hồ nữ hoàng Odo 3610 đặc biệt này. Như em đã nói, sở dĩ nó đặc biệt ở chỗ cái mặt bát giác đứng số nổi vuông, nền lụa, cái nền lụa rất là hiếm ấy nhé, nhìn nó ánh vàng rất là đẹp, và bộ máy vách dày được mạ vàng toàn thân, rất là ít những bộ máy được mạ vàng như thế thưa các bác. Thì cái vỏ thì vỏ quả chuông, kính đảo quả chuông đặc trưng của Odo 3610. Đấy, vỏ này chỉ có Odo mới có thưa các bác. Và bên trên được chạm những hai bên, hai trái đảo đối xứng với nhau, biểu thị cho sự thịnh vượng, hạnh phúc của gia đình. Thưa các bác, bên dưới là kính đảo quả chuông. Em có thấy cái khi mà vệ sinh thì cái thùng đẹp hơn rất là nhiều. Em soi kỹ xem, đấy, thùng đẹp hơn rất là nhiều. Phần gỗ được nổi lên. Thì khi mà vệ sinh thì dĩ nhiên là cái bảo dưỡng thì vỏ thùng sẽ bền hơn và đẹp hơn. Thưa các bác, mặc dù như bác thấy được ra đời vào những năm 1930 rất là lâu rồi. Thế như thế cho nên là vệ sinh nên thì nó sẽ bảo quản tốt hơn thưa bác. Đấy, tình trạng còn rất là đẹp và cực kỳ tuyệt vời thưa bác. Thì em mở bên trong ra. Đấy, đây cái mã số đây. Mã số anh nhìn này dưới kia, mã số nọ. Đấy, mã số nổ chân cà, nền nọ rất là đẹp. Đấy, nhìn nào, ánh vàng là em soi, ánh vàng rất đẹp. Đấy, khi sau này pin vào thì sẽ màu trắng kim không cho ánh vàng, thì mắt được thì ánh vàng rất đẹp luôn. Đó, thì kim là kim hình tháp, nó rất là hợp với cái số vuông này. Pha son và răng xe chuyện Odo còn lắc thì còn khá là đẹp. Đây là bên dưới này là cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Đấy, giấy hướng dẫn sử dụng như hôm bữa em quy thùng em đã cho giới thiệu các bác thấy rồi. Đấy, hướng dẫn sử dụng còn nguyên. Thì củ gông là củ gông M. Đấy, củ gông M 10 cun thép đặc trưng của dòng 3610 cho âm thanh rất là ngọt ngào và cực kỳ hay, đặc biệt các bác. Và bộ máy 4 số nhằm giới thiệu thì mời các bác thử âm luôn. 15 phút và nhạc ca ca lông. Quý bác thấy ngân nga tuyệt vời ạ. Bên nhạc rất là ngọt ngào. Đấy, đúng như một giọng cô ca sĩ hát. Đấy, không cần phải to, giọng 3610 không cần phải hát to, không cần phải hát to, nhưng mà âm thanh rất là ngọt ngào và cực kỳ ngân nga. Bên điểm giờ bính bùng rất là tuyệt vời. Đó là êm ấm và trầm bổng được bác. Thì bây giờ ở dưới này có cần gạt. Em gạt chuyển sang bản nhạc gạch của nhạc web bên tơn và nhạc truyền thống. Mời các bác nghe bản nhạc truyền thống 15 phút. Rất là ngon đúng không ạ? Em gạt trả lại bản nhạc ca cái lông. Tại vì đa phần đối với những chiếc đồng Odo 10 côn bản nhạc ca cái lông, bánh bing bong thì đang nghe bản nhạc ca cái lông rất tuyệt vời luôn. Mời bác nghe một tiếng ca cái lông lại.
cái trường ngân của Dạ Ma Đạo Độ Ngân của nó rất là xa, rất là ngân. Bên nhạc thì rất là ngọt ngào, bên điểm giả rất mạnh mẽ, trầm bổng và cực kỳ ngân nga. Thì bên tháo quả nắc ra. Và em lưu ý là chiếc đồng hồ này thì về thì bên kia đang là chơi thì em cũng chưa chỉnh nhanh chậm, cũng chưa theo dõi. Thì về nếu mà nhanh chậm thì bác chỉnh như sau bác nhé. Nhưng bác không quen, chúng ta tháo hoàn quả nắc ra. Đấy, tháo quả nắc ra ngoài như thế nào. Đấy, cho đó là chúng ta ở dưới quả nắc này nó có cái ốc. Đấy, ốc này. Chúng ta vặn cái ốc nó xuống, để kéo dài quả nắc ra thì đồng hồ sẽ chậm lại. Mà vặn cái ốc lên, quả nắc ngắn lại thì đồng hồ sẽ nhanh lên. Thì mỗi lần chúng ta chỉnh ít một thôi, thế là nó chuẩn, ok là được các bác nhé. Thì đây ở chỗ này có cái cài của nắp này, ấn nó vào được. Hai bên là được hai cái ốc vặn để tháo máy này. Đấy, em tháo ra. Đấy, em tháo ra. Thì đây là cái chỗ cái dắt để khóa lên cót. Đó. Em tháo ra. Ở trên này có ốc chống máy. Cái gì này, ốc chống máy này. Em tháo ốc chống máy ra để tháo lại cho bộ máy. Chị các bác xem bộ máy khi mà được vệ sinh lau dầu thì nó sạch sẽ rất là nhiều và chạy cực kỳ tốt luôn. Khi mà nên căng cót thì em đảm bảo với các bác rằng là em sẽ cho chạy được khoảng hơn một tuần luôn. Dạ, bên chạy khoảng hơn chục ngày luôn. Tại bên quả lắc đã chạy hơn chục ngày luôn. Đấy, còn bên nhạc thì khoảng 10 ngày. Đấy, nên có căng hết cỡ thì các bác không quen thì nên cho em hết cót, nên cho em tầm độ chơi thì ăn non thôi, tầm độ 9 tay. Chúng em quen em nên hết cót, em nên được 12 đến 13 tay, mỗi một tay nở vòng. Các bác không quen nên thì nên tầm độ 9 tay, mỗi một tay nở vòng. Lưu ý thì ăn non thôi, thì khả năng là một tuần chúng tức là hai tuần ta lên hai lần, một tuần ta lên lần giữa, hai tuần chúng ta lên ba lần. Ví dụ ạ, lưu ý cho ăn non thôi bác nhé. Thì đây là bộ máy này, khi vệ sinh mình như này, nếp mạ vàng nó mong mong. Mình nhìn này, vệ sinh cái trục này rất là sạch sẽ. Đấy mà bài đang để nằm máy cũng chạy này, nó bên như này da vào còn cực kỳ ngon, máy bên trong này cực kỳ sạch sẽ, vệ sinh cực kỳ sạch sẽ rồi. Đấy, tất cả những ốc cót đã được bảo dưỡng cho dầu cho mỡ rất là ngon nghe rồi. Bác về thì phải chơi thôi. Đấy, thì các bác chơi như vậy thì cứ khoảng độ một năm sau hoặc hai năm sau cũng được. Đấy, không cần đó là sau đó là cứ 6 tháng chúng ta châm dầu ở trục này một lần nữa nhé. Châm dầu ở trục này, cái trục của chạy này, trục chạy này, đấy, trục của chạy này, chúng ta tháo ra, ta bỏ lên cái thùng xốp ấy. Đấy, chúng ta châm vào. Đấy, là bộ côn này còn rất là đẹp như này, rất tuyệt vời luôn. Em xin được cả giới thiệu với bác như bạn. Thì em xin lắp lại cái đồng hồ như cũ, em xin lắp lại cái đồng hồ như cũ thưa bác. Đó. Em xin lắp tạm vào đây thôi. Khi mà treo đồng hồ bác để ý nhé, khi mà treo đồng hồ bác để ý nhất là cái vò này, khi mà chúng ta ấn vào này, cẩn thận cái vò này nó chạm vào côn này, dẫn tới là nó méo vò đi và cái côn nó bị gãy. Đấy, rất để ý cho em, hay là khi tháo nắp của nắp vậy, nhiều bác này không để ý là tay đã chạm vào côn này này, kéo côn ra này rất nguy hiểm, côn nó gãy hoặc là méo đi, mất tiếng âm đi. Thì nên cót vậy, thì nên cót thì bác biết rồi, thì nên cót này người ta nên rất nhẹ nhàng thôi. Đây là một tay, lại đây gọi là một tay. Thì hiện tại em nên rất là căng rồi, một tay, hai tay như vậy, ba tay em nên căng hết cỡ luôn này này, một tay. Đấy, hiện tại em nên căng hết cỡ rồi đấy, cứ một tay là nửa vòng bác nhé, bác lưu cho. Xin được giới thiệu một bác như vậy. Thì cũng mời các bác thưởng âm, thử về đẹp thì chiếc đồng hồ này. Tôi xin nhắc lại, nó có kích thước là chiều cao là 70cm, khoảng gần 70cm. Và chiều ngang là 36cm dư. Xin được giới thiệu các bác một tác phẩm đồng hồ, một nữ hoàng Oro 360. Tuyệt phẩm như vậy, và âm thanh rất là hay, các bác vừa nghe. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở đồng hồ cổ Công Vững.